6 quy tắc sinh tồn của xã hội ai cũng cần biết. Kính thưa quý vị, cuộc đời không biết được chữ ngờ bởi nó luôn thiên biến vạn hóa. Những người thầm lặng phấn đấu, dù ngày trước là những kẻ vô danh, nhưng sẽ có ngày mọi người biết họ là ai. Những người sống nhờ nỗ lực của bản thân, biết nhìn xa trông rộng, những cánh cổng cơ hội rồi sẽ mở rộng với họ. Những người có địa vị, tiền tài vững vàng luôn cảm thấy hạnh phúc hơn và theo đuổi cuộc sống ổn định, yên bình, bởi họ đều nắm được 6 nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, đừng nản lòng khi đương đầu với thử thách. Khi gặp khó khăn, người ta thường than trời, trách phận, trách cuộc đời quá nhiều cửa ải. Nếu suy nghĩ kỹ, bạn sẽ nhận ra, thật ra chỉ là do bản thân chưa đủ năng lực mà thôi. Cửa ải vượt qua được thì là cửa, vượt không nổi thì là ải. Thế nên nếu bây giờ bạn có đang gặp khó khăn, hãy dốc hết sức mình để vượt qua. Đừng sợ phải va vào những rào cản được giăng ra. Đừng nản lòng, cũng đừng cưỡng cầu bất cứ điều gì. Trên thế gian, ai mà không phải tự chiến đấu trên chính đôi tay của mình. Vượt qua cơn giông bão thì cầu vồng sẽ xuất hiện. Không có thử thách nào là mãi mãi. Chỉ cần ta luôn bền chí, dốc hết sức để phấn đấu thay đổi chính mình. Đến một lúc nào đó, khi đôi chân đã vững bước, những trở ngại thách thức sẽ trở thành bàn đạp đưa ta đến thành công. Thứ hai, với một người mạnh mẽ, không gì là không thể. Một người có một tầm nhìn khác nhau, những người ở trong hoàn cảnh khác nhau, cách nhìn nhận mọi việc cũng không đồng nhất. Người đứng thấp sẽ nhìn thấy bức tường, người đứng trên chồng sách sẽ nhìn thấy mây mù, người đứng cao hơn trên chồng sách sẽ nhìn thấy bầu trời trong mây rộng. Núi này cao có núi khác cao hơn, đôi khi đích đến của mình lại là chỉ mới xuất phát điểm của người khác. Thay vì lãng phí thời gian để tranh luận xem ai đúng ai sai, hãy dành thời gian nhiều hơn cho bản thân. Mỗi người có một lối đi riêng, hãy khám phá và vượt qua nó. Con đường tới thành công chưa bao giờ là dễ dàng. Tuy nhiên, những khó khăn trở ngại đó sẽ rèn cho chúng ta tính kiên trì, chăm chỉ nỗ lực, không ngừng nghỉ. Có một sự thật không thay đổi là không có bất cứ thứ gì quý giá lại đến một cách dễ dàng. Sự thất bại bao giờ cũng đến trước và nhiều hơn thành công. Nhưng nếu có cái nhìn sâu sắc và tích cực, bạn sẽ thấy rằng thành công thực sự không phải được trải bằng cánh hoa hồng, mà bằng chính những thất bại bạn đã trải qua. Thứ ba, linh hoạt trong tư duy để không bị đào thải. Mỗi thời khắc khác nhau sẽ cần những lớp người khác nhau, và một lớp người nào đó sẽ bị đào thải. Vào những năm 80, người mạnh dạn sẽ đào thải những người nhát gan. Ai dám xông pha thì đó là người thành công. Vào những năm 90, những người nhanh nhẹn sẽ đào thải những người chậm chạp. Ai nắm bắt được cơ hội nhanh hơn thì đó là người thành công. Hiện nay, người có tư duy sẽ đào thải kẻ khờ. Không có mô hình kinh doanh nào là tồn tại mãi mãi. Không có sức cạnh tranh là vĩnh viễn. Cũng không có khối tài sản nào là ổn định về dài. Trong tương lai, những kẻ không làm mà đòi có ăn chắc chắn sẽ bị đào thải. Những kẻ ích kỷ, hẹp hòi, không biết yêu thương, chia sẻ càng dễ bị đào thải. Người có tầm nhìn hạn hẹp, không biết nắm bắt cơ hội rồi cũng sẽ bị đào thải. Hãy chuẩn bị tinh thần để đối phó với bất kỳ biến cố. Vì thế giới xoay vần, điều gì cũng có thể xảy ra. Những ai lựa chọn sự an nhàn, lựa chọn dễ dàng chắc chắn sẽ bị lật đổ bởi những con sóng lớn. Thứ tư, chỉ có những điều có giá trị. Trước đây, kẻ nào mồm mép, dẻo miệng thì luôn được lòng người khác. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Hiện tại là thời đại của chủ nghĩa tối giản, coi trọng hiện thực và hiệu quả. Điều này đòi hỏi bạn phải rèn luyện những kỹ năng của mình trong thời gian ngắn nhất để tạo ra thành quả. Hàm ý của chủ nghĩa tối giản là nói những lời mang lại hiệu quả và làm việc một cách đáng tin cậy. Hãy nói những lời có giá trị thôi. Những người nói chuyện không có mấu chốt và không thể chạm vào bản chất của vấn đề, tốt nhất chỉ nên đóng vai phụ. Vì vậy, làm việc gì cũng nên có đầu có đuôi, có tinh thần trách nhiệm với cuộc sống. Đây chính là cảnh giới của sự đáng tin cậy. Thứ năm, đừng níu giữ những gì không đáng.
Khi còn trẻ, ta cố gắng kết giao với nhiều người, nhưng càng trưởng thành, ta nên buông bỏ những thứ không cần thiết. Đối với những mối quan hệ đã cũ, không đáng để ta luyến tiếc, thay vì dành thời gian, tinh thần cho những người không đáng, chi bằng nắm lấy tình cảm thật sự ở trước mắt. Đối với những chuyện nhỏ nhặt, không đáng để ta bận tâm, những người tự trừng phạt mình bằng những lỗi lầm của người khác là những kẻ ngu ngốc nhất trên đời. Tương lai ngày mai không ai rõ thế nào, vậy hãy cố gắng hết mình ở hiện tại, thế là đủ. Đừng dằn vặt mình chỉ vì những chuyện không đáng. Cuộc sống hàng ngày đã đủ làm chúng ta mệt mỏi rồi, không cần phải cố gắng tạo thêm áp lực nữa. Cái gì không thể thay đổi được thì cứ để như vậy, những việc không đáng bận tâm thì hãy bỏ qua. Thứ sáu, dục tốc bất đạt. Người ta thường nghĩ thế giới luôn đi trước, chúng ta chỉ có thể ra sức chạy theo mà thôi. Còn người ta luôn cố gắng tăng tốc thật nhanh mà không biết rằng họ đang trở nên kiệt sức. Hãy dừng lại vài bước, thật bình tâm, nhìn nhận rõ mình phải làm gì, rồi hãy cất bước tiến tới. Đừng hấp tấp vội vàng, đến thời điểm thích hợp, mọi người đều sẽ có những thứ mình mong muốn. Quý vị thân mến, cuộc đời cũng như một cuộc chạy đường trường. Cuộc đua này có thể kéo dài vô thời hạn và nhiệm vụ của bạn là làm thế nào để chạy thật tốt. Đừng vội vàng bật phóng khi pháo lệnh vừa phát, mà ta hãy cố sức giữ sức mình cho đến gần cuối. Nếu chúng ta tuân theo phương châm đi sau, tôi tin rằng chúng ta sẽ có thể tích lũy được kinh nghiệm và vượt qua hầu hết mọi người trong mọi cuộc chạy đồng đều. Lý do tại sao điều này xảy ra? Vì thể lực của con người có hạn, chúng ta là máu thịt nên không thể cứ lao nhanh mãi được. Nếu lao quá nhanh sẽ gục ngã. Lúc này nếu biết từ tốn thì mọi thứ chúng ta nhận được chắc chắn sẽ nhiều hơn cái mà lao nhanh ngắn hạn mang lại cho chúng ta. Trên thế giới này chỉ có hai loài động vật có thể lên tới đỉnh của kim tự tháp. Một là đại bàng có lợi thế bay lượn, hai là ốc sên, động vật mà chúng ta thường coi thường. Đó là sự khôn ngoan của những con ốc sên biết từng bước tích lũy sức lực. Dù rất yếu đuối, nhưng ốc sên đã vượt lên chính mình, vượt lên trên người khác, sánh vai cùng đại bàng. Thế giới luôn đòi hỏi sự nhanh chóng, khiến nhiều người trong chúng ta đang dần trở nên tê liệt, quên mất mình đang theo đuổi điều gì. Không biết cái gọi là nhanh này có ý nghĩa gì không? Cái nhanh này có thể được nhìn thấy từ nhu cầu cơ bản trong cuộc sống con người. Về bữa ăn, chúng ta không còn chú trọng đến các bữa ăn tự nấu, mà thích gọi mang đi, ăn nhanh hoặc là mì gói. Những thứ thức ăn nhanh đó chỉ đơn giản để lấp đầy cái bụng, chứ không hề có giá trị dinh dưỡng gì. Hàng ngày chúng ta đọc những cuốn sách chỉ với hy vọng là kết thúc nó để nhảy sang cuốn sách mới. Thế thì chúng ta rút ra được kiến thức gì từ việc làm đó? Kiểu đọc nhanh như thế này có thể thực sự mang lại tri thức cho chúng ta hay không? Hàng ngày chúng ta bước ra đường, đi ngang qua những con hẻm, những cung đường, nhưng có bao giờ chúng ta thật sự dành vài giây, vài phút để ngắm nhìn và hiểu thêm về nó? Hành vi nhanh như vậy có thực sự mang lại cảm giác thoải mái cho con người? Nhanh chóng đã dần trở thành một đại từ trong cuộc sống của chúng ta. Thế nhưng điều chúng ta không biết rằng hạnh phúc trên đời này đều có hạn. Chỉ bằng cách hành động chậm lại, bạn vừa có thể làm những việc tốt, vừa có thể khiến cuộc sống của mình hạnh phúc hơn. Và những người muốn cuộc sống mình hạnh phúc thì sẽ làm tốt ba điều sau đây. Trước hết, ta nên sống chậm lại để thật sự trải nghiệm. Trong cuộc sống này, chúng ta không thể tìm kiếm sự nhanh chóng, mà chỉ có thể tìm kiếm sự ổn định. Có một câu nói, sự ổn định chính là áp đảo, bất kể là tập thể hay cá nhân, ổn định là một quan niệm khôn ngoan. Một người nào đó, một khi theo đuổi sự vội vàng, thì cuối cùng người đó sẽ dễ gặp họa trong cuộc đời, thậm chí bị người khác lợi dụng. Cuối cùng, cái mất nhiều hơn cái được, của cải cũng tiêu tán. Đó là vì người này muốn kiếm tiền nhanh chóng. Bằng cách này, những người khác sẽ lợi dụng những điểm yếu này của họ để trục lợi. Hạnh phúc của mọi người không đến từ nhanh, mà chính xác là đến từ chậm. Thứ hai, những người càng có nhiều phúc khí thì càng làm cho công việc của họ chậm lại. Một thanh niên tốt nghiệp từ trường danh giá, lần đầu tiên vào công ty, anh ta đã nóng lòng muốn thể hiện mình.
Thậm chí anh ta còn nói thẳng với lãnh đạo là muốn được thăng tiến. Sau một thời gian, nam thanh niên bị lãnh đạo đuổi việc. Lý do sa thải rất đơn giản, anh ấy thậm chí không hiểu những nghiệp vụ cơ bản và không có thái độ nghiêm túc. Căn bản là do anh ta quá háo hức được thăng tiến, quá vội vàng mà quên mất rằng công việc cũng đòi hỏi từ những điều cơ bản, đòi hỏi xây dựng hợp tác, hỗ trợ với tất cả mọi người xung quanh. Và chuyện hợp lòng đồng nghiệp, nâng cao năng lực không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, mà là kết quả của sự tích lũy không ngừng qua nhiều năm. Cuối cùng, để tìm kiếm hạnh phúc, con người cần phải chậm chậm, từ từ bồi dưỡng nội tâm của mình. Nội tâm của chúng ta là một thế giới rộng lớn chủ phú và cũng cần nhiều thời gian để xây đắp, bồi dưỡng nữa. Nếu chỉ vội vàng theo đuổi những cái ngắn hạn, cái gọi là nhanh chóng, thì sẽ không thể nào hoàn thiện được con người mình. Trong thời đại tên lửa, nếu ta quá hấp tấp, chỉ càng khiến bản thân trở nên lạc lối. Vậy thì ta hãy chậm lại vài giây để tăng cường thực lực của mình, để làm việc hiệu quả hơn.